Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, tại sao bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 12 âm lịch? Xem tử vi trong tháng 12 âm lịch này sẽ giúp cho bạn nắm được những thông tin có liên quan đến vận mệnh của quý bạn trong tháng 12 này. Và trong đó thì tất nhiên là sẽ có cả những khó khăn và có cả những thuận lợi có thể sẽ đến với bạn trong thời gian sắp tới. Qua phần luận giải tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 12 này thì có thể bạn sẽ có những kế hoạch để phòng tránh những khó khăn và tận dụng những thuận lợi sao cho hợp lý nhất, đạt được mọi mong muốn của mình trong cuộc sống. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết cho tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng chỉ cần bản thân mình còn có thể. Không hành động thì thôi, người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Nhâm Ngọ ưu và nhược điểm lúc nào cũng đi kèm với nhau. Họ là một trong những người khó giữ bí mật. Nếu muốn thành công, bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân mình. Đặc biệt trong công việc, một khi đã bắt tay làm việc gì, phải gánh vác tới cùng, có đầu, có cuối, đặc biệt bảo mật là trên hết. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu, bản mệnh đang ở tuổi mới lớn, tâm tính thay đổi bất định, có tư tưởng phản nghịch, cái tôi cao, muốn chứng minh bản thân nên có những thời điểm làm ảnh hưởng đến cả thành tích học tập. Các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, thầy cô cũng dễ xảy ra xung đột do tính cách bướng bỉnh, cực đoan và nhạy cảm của con giáp này. Nhâm Dương Thủy gặp Tân Âm Kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Cảm xúc hay cá nhân thay đổi thất thường cũng gây ảnh hưởng phần nào đến thành tích học tập trong năm. Lại thêm việc bạn mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học nên mọi thứ còn rất mới mẻ và bỡ ngỡ. Môi trường và các mối quan hệ cũng gây ảnh hưởng đến tinh thần học tập của gia chủ. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh việc yêu sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới việc học khiến cho thành tích đi xuống. Cần phải xác định mục tiêu chính của mình trong giai đoạn này là việc học. Vì thế, nên dồn hết sức cho việc này. Không nên mơ mộng và suy nghĩ quá nhiều. Phụ huynh cần phải chú ý quan tâm và đốc thúc con cái, nên hướng con đến những điều tích cực, phân tích cho con hiểu. Song cũng cần có thái độ mềm mỏng, khuyên nhủ, chứ không nên áp đặt, ép buộc, gây nên những áp lực lớn cho con cái và thậm chí là phản tác dụng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Dù chưa phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc do tuổi nhỏ, được cha mẹ chu cấp, nhưng nhìn chung bản mệnh tiêu khá nhiều tiền của cha mẹ trong tháng này. Đa phần vì mục đích học hành, một phần khác do những nhu cầu cá nhân như đi du lịch, chăm sóc sức khỏe, tiệc tùng bạn bè. Một số bạn Nhâm Ngọ đã có công việc làm thêm, kiếm được chút ít tiền tiêu vặt cũng đỡ đần cha mẹ phần nào. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Dù không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng bản mệnh lại hay mắc phải những bệnh vặt khi thay đổi thời tiết hoặc lúc giao mùa. Bạn cũng nên chú ý an toàn khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đến độ tuổi được cho phép, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn, thương tích, gặp họa sát thương.
Nhiều bạn nhâm ngọ đã xa gia đình để đi học đại học, chưa quen với việc tự lập nên nếp ăn uống sinh hoạt chưa đảm bảo, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Hãy xây dựng một lịch sinh hoạt cụ thể và khoa học, đảm bảo giữa việc học và việc chơi. Nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Mệnh chủ nhâm ngọ, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ tuổi nhâm ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Ở độ tuổi này, gia chủ khá cứng đầu, dễ cảm xúc với điều khiển lý trí, gây ra những hành động quá khích, ăn nói thiếu suy nghĩ nên dễ làm mất lòng người khác. Cách biệt thế hệ cũng khiến cho mối quan hệ với cha mẹ không tìm được tiếng nói chung. Bản mệnh có nhiều suy nghĩ riêng và không muốn bị cha mẹ can thiệp quá nhiều. Đừng quên rằng, dù phụ huynh có xu hướng áp đặt con cái, nhưng suy cho cùng, họ cũng muốn tốt cho bạn mà thôi. Hãy thử ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng để bố mẹ tin tưởng và hiểu cho những lựa chọn cũng như là suy nghĩ hiện tại của bạn thay vì đối chọi khi chỉ khiến cho tình hình thêm gay gắt hơn mà thôi. Một số bạn cũng xuất hiện tình trạng yêu sớm, cha mẹ nên theo sát để chỉ dạy con những điều đúng đắn, tránh để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến việc học tập quan trọng lúc này. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Tháng này không chỉ quá đen đủi đối với những người tuổi nhâm ngọ, cần phải chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi nhâm ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi nhâm ngọ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới khung bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ nhâm ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi nhâm ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho tuổi nhâm ngọ sinh năm 2002 trong tháng 12 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận mệnh của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể là người đầu tiên nhận được thông báo về những kiến thức vô cùng bổ ích này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.